Tại buổi làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Airbus, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải đã đánh giá cao những thành công mà Airbus đã đạt được tại khu vực châu Á cũng như trên thế giới và khẳng định vai trò quan trọng của Airbus trong ngành hàng không tại Việt Nam. Hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam sử dụng khoảng hơn 250 chiếc tàu bay của Airbus. Với sự phát triển trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam thời gian qua, Airbus cũng đã rất thành công cho việc sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ tại Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Anand Stanley cho biết, hàng năm Airbus đầu tư khoảng 4 tỷ đô trong các dự án hợp tác tại khu vực châu Á. Tuy nhiên, các hợp tác tại Việt Nam hiện mới chỉ chiếm một phần nhỏ. Trong thời gian tới, Airbus sẽ có những chính sách chiến lược cụ thể để tăng cường hợp tác đầu tư tại Việt Nam và trước mắt là mở một văn phòng đại diện mới tại Việt Nam đại diện lãnh đạo bộ công thương cho rằng khả năng và triển vọng hợp tác hai bên là rất lớn không chỉ là mua bán máy bay mà còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trong lĩnh vực chế tạo phụ tùng máy bay tại việt nam